nó dài khoảng một giây, thậm chí là nửa giây. Tôi không phải để ý đến cái động tác mà ta đóng khẩu hình, ví dụ như con số 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đâu đã đọc hết được nghe con số 5 đâu mà 5 đóng lại. Khi môi đã chạm vào nhau và hoàn tất cái từ đó, có nghĩa là từ đó không còn gì để ngân nữa cả. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3. Ví dụ con số 5 mà ngắn hơn này. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 thì đóng như vậy được. Nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5 thì chữ na đó nó sẽ phải ngân dài ra. Khi các bạn hát thì các bạn sẽ thấy cái lỗ này rất là lớn. Ví dụ từ bao lâu nay, từ bao lâu nay không ai hát như vậy cả, đúng không? Từ bao lâu nay người ta phải đóng cái chữ đó, nó rất là chậm lại, đúng không? Chứ cho nên là cái nguyên lý để phát thanh trong một từ, bao giờ nếu như một từ có hai âm viết thì rồi đọc ra bình thường, hoàn tất cái từ đó. Ví dụ như ba là cây nên ba thì không có thể nói, đúng không? Nhưng ví dụ như thứ ba nó mà lại là ba chẳng hạn, thế ba chứ không phải là ba nữa, thì ba thì khi mà ta hát chữ ba chẳng hạn thì cái vần ba đó, cái chữ cái phụ âm đầu cộng với cả nguyên âm đầu tiên đó, ba ngân đến khoảng 95%. Khi nào sắp kết thúc cái từ đó ta mới đưa vần âm đó vào, đúng không? Ví dụ như bạn Trinh thì ta hát, ta muốn hát gió Trinh Trinh thì phải là Trinh Trinh ngân thật dài, khi nào kết thúc từ ta mới đưa vần Minh vào mới trở thành Trinh. Đây là nguyên lý phát thanh chung. Trắng chẳng hạn ta phải hát là Trá ngân thật dài rồi mới đưa vần ắng vào. Trá Trá ắng, đúng rồi đấy, chuẩn như thế đấy. Và đấy là nguyên lý phát thanh chung cho tất cả các từ, ngoại trừ những cái từ nào mà nó hát với cái tiết tấu của nó quá nhanh, ta không có thời gian để ta phân chia để cho mình nghe thấy nó rõ ràng, đúng không? Ví dụ thì khi hát ra một cái câu nhanh như vậy, ta sẽ phải bắt buộc sẽ phải đóng các từ, tất cả nó đều phải nhanh, đúng không? Nhưng mà những từ nào nó ở cuối câu nó ngân dài cái, ta sẽ phải tuân thủ theo đúng nguyên lý vừa rồi nhá. Thank you.
thời gian để phát ra tiếng kêu rất xấu. Cả tên rất lố so với cao độ chuẩn.